Một số mặt hàng nông sản tăng giá mạnh như cà phê vối, nhân sô có giá từ 46.300 đến 47.000 đồng, tăng 300 đến 500 đồng một kg. Sản phẩm chăn nuôi gồm lợn hơi tăng 1.000 đồng lên 53.000 đồng một kg. Mặt hàng rau củ quả như hành tây tăng từ 9.000 đồng lên 10.000 đồng một kg, hành lá từ 7.000 đồng lên 9.000 đồng một kg, ớt chuông Đà Lạt tăng khoảng 3.000 đến 4.000 đồng lên 36 đến 38.000 đồng một kg. Theo ngành nông nghiệp địa phương, thời gian qua lượng mưa trên địa bàn rất thấp, chỉ đạt 50% so với cùng kỳ năm trước. Một số nơi có nguy cơ hạn hán cao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. Đây là những địa bàn có diện tích cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm nhiều nhất tỉnh với diện tích hơn 160.000 hectare.